Trong cái video này chúng ta sẽ nói về bệnh nữ hóa tuyến vú hay là gọi là vú to ở nam giới. Trong tiếng Anh người ta gọi là gynecomastia. Tại sao tôi lại làm cái video này? Vì trên thực tế cái số liệu thống kê cho thấy tình trạng này đang gia tăng. Trong 3 thập kỷ qua thì nữ hóa tuyến vú đã tăng 57%. Và điều này thật là điên rồ nếu cho bạn nghĩ về điều đó. Vì vậy nếu bạn có vú to thì bạn không đơn độc đâu, bởi vì ngày nay việc nữ hóa tuyến vú thực sự là rất phổ biến. Khoảng 60% trẻ em trai mắc bệnh ở tuổi dậy thì, 37% nam giới ở độ tuổi 30-40 mắc chứng bệnh này, và một con số khổng lồ là 70% nam giới từ 50 tuổi trở lên mắc bệnh này. Và hầu hết mọi người nghĩ rằng nguyên nhân thực sự là do estrogen cao. Vâng, estrogen thì chắc chắn là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự là do hormone testosterone thấp. Cụ thể hơn là sự mất cân bằng giữa hormone và chủ yếu giữa testosterone và estrogen. Do đó, tỷ lệ nghiêng về estrogen cao hơn nhiều so với testosterone. Ví dụ, bạn có thể có estrogen thấp và vẫn bị nữ hóa tuyến vú nếu như hormone testosterone của bạn cũng thấp. Vì vậy, lý tưởng nhất là bạn muốn testosterone cao và estrogen thấp. Những người đàn ông có tuyến vú to thực sự có điều ngược lại là testosterone thấp và estrogen cao. Thực sự tồi tệ đối với những anh chàng có bộ ngực phụ nữ. Vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận. Khi mức độ estrogen của bạn tăng lên, cơ thể của bạn yêu cầu tinh hoàn sản xuất ra ít testosterone hơn. Điều tồi tệ hơn là chất ức chế estrogen tự nhiên của cơ thể. Cách cơ thể bạn cố gắng giảm cái hàm lượng estrogen bên trong một cách tự nhiên là bằng cách là tiết ra hormone dihydrotestosterone, còn gọi là DHT. Đó là một trong những nguyên nhân chính gây ra hói đầu và thừa lông trên cơ thể như lưng hoặc là vai. Những người béo, stress hay căng thẳng kéo dài hay đơn giản là tuổi tác lớn hơn, bởi vì hormone testosterone sẽ giảm dần sau cái tuổi 25. Hoặc là những người dùng thuốc kéo dài như những thuốc như corticoid, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc cho lo âu và các thuốc tim mạch. Và đặc biệt là những người có lối sống không lành mạnh như bạn ăn hoặc uống quá nhiều rượu bia hoặc hút thuốc. Hay đơn giản là bạn ăn hoặc uống quá nhiều những cái đậu nành, các loại thịt động vật công nghiệp và làm tăng cái nồng độ estrogen lên. Ít testosterone hơn, cơ bắp nhỏ hơn theo từng năm và ham muốn tình dục giảm đi rất là nhiều. DHT cao hơn, hói đầu và lông trên cơ thể nhiều hơn. Vì vậy hãy chú ý lắng nghe cơ thể của bạn. Chúng ta hãy tiếp tục với chủ đề này vì nó sẽ gây ra những cái vấn đề về cholesterol, huyết áp, lượng đường trong máu, giảm cương cứng dương vật. Chúng ta sẽ nói đến cái giải pháp để khắc phục. Đầu tiên là có thể là phẫu thuật. Một số người cần phẫu thuật để loại bỏ cái tuyến vú to. Đặc biệt, nếu bạn là lớn, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tìm được một bác sĩ có kinh nghiệm hơn ở một ca phẫu thuật và hàng chục lần, hàng trăm lần, hay những bệnh viện cực kỳ uy tín. Tuy nhiên, bất kể phẫu thuật, bạn vẫn phải cải thiện tình trạng mất cân bằng nội tiết tố của mình, bao gồm 3-4 giải pháp giảm nội tiết tố nữ. Đầu tiên, bạn cần phải giảm lượng estrogen của mình. Điều này được thực hiện bởi giảm béo. Các tế bào mỡ làm tăng nồng độ estrogen, vì vậy chúng ta phải ăn ít các loại thực phẩm làm tăng estrogen, chẳng hạn như các sản phẩm như đậu nành và các protein động vật, vì trong động vật có chứa rất nhiều những hormone tăng trưởng trong thực phẩm. Ví dụ như là gà con thì ăn rất nhiều sản phẩm đậu nành và thứ đó nó ngấm vào trong da thịt của con gà, và chúng ta ăn gà đó thì nó sẽ ngấm vào chúng ta. Vì vậy bạn cần ăn nhiều rau và chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dừa, các loại hạt và bơ. Ăn trứng rất tốt bởi vì chúng sản xuất do hormone testosterone, và đừng lo lắng rằng nó sẽ không làm tăng mức cholesterol của bạn nếu như bạn ăn 2-3 quả trong một tuần. Tăng cái hormone testosterone khi bạn đã làm giảm estrogen và hormone nữ, chúng ta cần tập trung vào việc tăng testosterone của bạn nhiều hơn nữa. Tăng testosterone bằng cách bạn tập thể dục. Nếu bạn đến các phòng gym và nâng tạ thì bạn chỉ cần làm điều này khoảng 3 hoặc 4 lần một tuần, không quá 1 giờ mỗi buổi. Tiếp theo, bạn cần hạn chế các bài tập đốt mỡ cường độ cao như là chạy bộ đường dài, chạy bộ, đạp xe đạp đường dài và đi bộ đường dài. Những bài tập cường độ cao và đốt mỡ bạn chỉ cần tập 15-20 phút thôi. Vậy thì tại sao tôi lại không khuyến khích các bạn tập nhiều bài tập đốt mỡ trong một thời gian dài và trong nhiều lần? Bởi vì nếu như các bạn tập thể dục mà bài tập những đốt mỡ cao, các bạn cơ thể các bạn rất là stress, căng thẳng và mệt mỏi, sinh ra lại ngược lại và tác dụng phụ là giảm hormone testosterone hơn. Vì vậy hãy tập thể dục vừa phải với sức lực của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ ngủ tốt hơn. Phải đảm bảo giấc ngủ của bạn sâu và ngon hơn. Đi ngủ trước 10 giờ tối và ngủ đủ giờ khoảng 7-8 tiếng một ngày. Hầu hết các hormone của chúng ta được sinh ra khi ngủ. Nhưng mà điều này là thật không may nên bây giờ rất là nhiều người bị thiếu ngủ. Cuối cùng là bạn có thể sử dụng các loại thảo mộc, thực phẩm chức năng giúp giảm cân bằng nội tiết tố. Bạn ưu tiên những thuốc đã có nghiên cứu lâm sàng rõ ràng, không nên mua những thuốc ở trên mạng quá nhiều.
lắng nghe và cải thiện lối sống của bạn là rất quan trọng, nhưng cần có thời gian để có thấy kết quả. Vì vậy hầu hết mọi người đều phải rất là kiên nhẫn. Tuy nhiên rất tiếc là rất ít những người kiên nhẫn. Nếu bạn đang vội vàng muốn thấy được cải thiện của mình, đặc biệt nếu bạn trên 35 tuổi với vai trò là dược sĩ, thì tôi thực sự khuyên mọi người nên sử dụng những cái thuốc thảo mộc cụ thể, chiết xuất thực vật, vitamin và khoáng chất và các axit amin đã được nghiên cứu lâm sàng một cách cụ thể và rõ ràng. Không nên dùng những thuốc lung tung chưa có nghiên cứu rõ ràng hay bán trên mạng. Đối với những bạn có nguy cơ bị nữ hóa tuyến vú hay là bị nữ hóa tuyến vú rồi, thì các bạn cần duy nhất là làm thế nào để tăng cái hormone testosterone lên và giảm cái hormone estrogen. Đó là điều cực kỳ cần thiết. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và xem hết video này. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa thì nhớ bấm đăng ký subscribe để ủng hộ mình nha.